Chào anh chị và các bé, hiện tại ở Việt Nam của chúng ta xuất hiện COVID làm trì hoãn việc học của các em trong 2 năm vừa qua. Các em không theo kịp bài vở kiến thức của trường. Và hôm nay em sẽ giới thiệu chương trình vô cùng hấp dẫn, anh chị sẽ rất thú vị về nó. Chương trình tiếng Anh học online tại nhà trên kênh YouTube, hoặc các em sẽ học ở các câu lạc bộ với giáo viên tiếng Anh, học nói, đọc, viết với giáo viên bản ngữ ở Mỹ. Ông Robert Rico là giáo viên ở Mỹ 18 năm. Ông ấy sẽ trực tiếp giảng dạy cho các em, giúp các em hoàn thành tiếng Anh một cách dễ dàng, nhanh chóng, theo kịp chương trình học tập ở trường. Miễn phí 5 năm các sách tiếng Anh, vẽ, viết, đọc, tô màu, toán học. Anh chị không phải đi đến nhà sách nữa, tiết kiệm hơn 7 triệu đồng mỗi năm. Như anh chị đã biết, tiếng Anh là môn học tốn kém không ít chi phí hàng năm. Chúng ta sẽ tiết kiệm hơn 18 triệu đồng một năm. Chương trình sẽ liên kết với các suất ăn của người phương Tây, bao gồm bánh mì, bánh ngọt, bánh mì sandwich, ăn liền, xúc xích Mỹ và Ý, mì Ý, bánh mì mềm, sandwich bơ, đậu phộng, thịt dăm bông, phô mai, gà, thịt lợn, thịt bò. Bằng chất lượng hàng đầu, thương hiệu hàng đầu của công ty, các tiệm bánh độc lập và lớn có thương hiệu nổi tiếng tham gia với chúng tôi. Hương vị gấp 3 lần là những gì chúng ta có thể nói về 100% tự nhiên và tốt cho sức khỏe, vô cùng chất lượng và dinh dưỡng cho cơ thể. Vì sức khỏe tốt mỗi ngày, nó không với bột ngọt, chất hóa học và bảo quản. Các món về suất ăn phương Tây đầy đủ các chất dinh dưỡng, mang lại sức khỏe tốt, năng lượng mỗi ngày. Để nhận được dịch vụ giáo viên miễn phí trong lớp học và trực tuyến, sách có thể in, cần mua trước 40 loại thực phẩm và đồ uống đóng gói sẵn, phụ huynh sẽ tiết kiệm được từ 35% đến 52% so với giá bán tại các cửa hàng bán lẻ. Giá trung bình cho một món ăn hoặc đồ uống là 28.000 đồng. Thanh toán 4 lần 280.000 đồng mỗi lần. Trước lần giao hàng đầu tiên có thể thanh toán 280.000 đồng trong 10 ngày tới cho văn phòng hiệu trưởng của trường hoặc cho giáo viên. Giao hàng sẽ bắt đầu sau 10 ngày, vận chuyển 2 lần mỗi tuần. Thực phẩm và đồ uống sẽ được chuyển đến trường 30 phút khi bạn đưa các em đến trường và 30 phút trước khi bạn đón các em tại trường. Các thực phẩm và đồ uống sẽ được giao cho các em. Thời gian buổi sáng và sau giờ học. Chi tiết xin liên hệ 0399 785 780 Viber và Zalo. Free in lịch Nha Trang @gmail.com.